Kính thưa quý vị, xin chào đón quý vị trở lại với kênh YouTube Tay Ngang mà chúng tôi vừa thành lập. Kính thưa quý vị, sở dĩ mà chúng tôi chọn cái tên Tay Ngang là vì một là cho dễ nhớ, hai là vì chúng tôi không phải là chuyên môn. Mình đến với nhau, chia sẻ nhau và học hỏi lẫn nhau những cái món ăn mà dễ làm nhất, nhanh nhất, gọn nhất mà là ngon nhất để chúng ta cùng thưởng thức. Để theo lời yêu cầu của một số bạn ở trên Facebook, yêu cầu chúng tôi làm một món chay, thì hôm nay chúng ta cùng nhau thực hiện một món chay, đó là món mì chay, rất là đơn giản và rất là nhanh. Kính thưa quý vị, thành phần mà nguyên liệu thì chúng ta gồm có đậu phụ, một vắt mì, một lá hành, một củ cà rốt, một củ nấm hoàng tử, và đây là chả lụa chay nếu mà quý vị muốn. Còn thành phần gia vị thì chúng ta có bột nêm, đường, và đây là soup base, vegetarian soup base, có nghĩa là cốt súp chay của Quốc Việt, đặc biệt là sản xuất tại Mỹ và 100% không có bột ngọt trong này. Kính thưa quý vị, thì cái này ở nhiều siêu thị bên Mỹ có, nhưng mà Canada chỉ vài nơi có bán thôi. Các bạn nào ở vùng Mississauga thì có thể tới cho liên lạc với Châu Video để mà mua. Còn nếu mà ở Vaughan á, thì có thể vào siêu thị Bến Thành. Chúng ta luôn bắt đầu bằng cách là rửa rau quả bằng xà bông rửa chén. Và quý vị đừng ngại là chúng ta phải rửa thực phẩm bằng xà bông rửa chén, bởi vì bao nhiêu năm nay chúng tôi luôn làm như vậy. Chúng ta chỉ bỏ 1-2 giọt vào trong nước thôi và rửa nấm và cà rốt cho nó kỹ. Rồi rửa đi rửa lại 2-3 lần nước thường là xong. Kính thưa quý vị, bây giờ tới phần mà chúng ta phải cắt tất cả mọi thứ ra, chuẩn bị nấu. Thì trong cái thời gian mà mình đang đợi á, thì mình có thể cho nước vào trong cái nồi để cho nó sôi dần dần là được. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta có thể thái cà rốt và nấm, hành, ngò hoặc là bất cứ các loại rau cải nào mà quý vị muốn thêm vào tùy theo sở thích nhé. Bây giờ là chúng ta cho vào nồi 1 cup rưỡi nước, có nghĩa là 3/4 của 1 lít, và 2 muỗng cốt nêm chay, 1 muỗng cà phê bột nêm nóng và 1 muỗng cà phê đường. Và bây giờ chúng ta có thể cho lên lò và để lửa cao nhất. Chúng ta cho đậu phụ vào trước để cho đậu phụ ngâm trong cái nước gia vị thì nó sẽ thấm trong cái miếng đậu phụ hơn, và chúng ta cho cà rốt vào bởi vì cà rốt lâu chín hơn. Đó, bây giờ như thế này thì là đã chín rồi. Mình đã cho nấm vào rồi. Tuy nhiên các bạn có thể thích cái nào thì mình có thể thêm bớt, có thể bỏ rau cải hay thích bất cứ cái gì mà các bạn thích. Thì bây giờ xong, cái nước súp đã làm xong. Bây giờ mình chỉ có việc trụng mì thôi. Cái việc trụng mì thì cũng rất là đơn giản. Mình chỉ có việc là mình nấu nước sôi lên, cho vào trong mì. Đấy, thì mình cứ xóc mì nó lên như thế này. Tí xíu thôi, mình đảo 1-2 vòng thế thôi, rồi coi như mì đã được trụng. Bây giờ mình chất cái nước nó ra. Chất cái nước ra. Đấy, đừng trụng lâu quá, mì nó mềm. Như vậy thôi, mì nó vẫn còn giữ cái độ dai của nó. Và chúng ta có đây là ớt sa tế và hành phi. Đấy, cho nó thơm. Thế bây giờ trụng mì xong, bây giờ chúng ta cho nước lèo vào nhé. Đây là nước súp. Cái này thật sự vừa đủ một tô, có thể là 2 tô. Đấy, thơm lắm quý vị, rất là thơm. Thế bây giờ mình cho khoảng 2 lát chả vào. Đây. Chúng tôi không có ăn hành nhưng mà cũng muốn để hành vô cho nó có cái màu nó đẹp đẹp tí, đúng không? Đúng không ạ? Dạ. Đây là sa tế nha. Còn đây là hành phi nha. Đó, chúng ta có một tô mì chay rất là hấp dẫn, rất là thơm tho. Kính thưa quý vị, là chúng ta đã làm xong một cái tô mì chay nha. Chúng tôi ăn thì thích ăn cái nước nó phải nóng, phải bốc khói. Cái thứ hai là nước phải ngập.
Những cái món như thế này thì thích hợp cho những cái người mà ăn chay trường, hoặc là những cái người mà một tháng ăn chay một vài lần, hay chỉ đơn giản là những người nào mà lâu lâu mình muốn ăn chay vài ba ngày để thanh lọc cơ thể mình, thì cái cách này là rất là đơn giản nhất. Trong vòng khoảng 20 phút là chúng ta có thể có được món tô mì như thế này, chẳng thua gì ngoài tiệm. Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng thưởng thức nhé. Nước súp rất là ngon, nước lèo vừa ăn, có vị cay cay, có vị thơm của hành phi, có vị thơm của hành lá. Rồi đậu phụ cũng rất là thấm những cái gia vị mà mình nấu chung với cái nước súp. Rất là ngon ạ. Xin quý vị hãy like và subscribe channel Tây Ngang của chúng tôi để chúng tôi có thể làm thêm những cái video kế tiếp. Xin kính chào quý vị.